Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh của Máy móc Việt Nam Thủ Đức. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một dòng máy cưa đĩa pin nha anh em. Đó, anh em thấy này. Bên phía ngoài thì anh em mình có thể hình dung được con máy nó sẽ như thế nào rồi nha. Đây, đến từ thương hiệu của Đất Tông. Rồi, không để anh em đợi lâu thì em sẽ khui con máy ra để anh em cùng em trải nghiệm là bên trong con máy có cái gì nha. Đã có những gì cho mình rồi. Rồi, em sẽ báo giá cho mình luôn để nếu anh em nào đã tìm hiểu về cái dòng máy này thì có thể là chốt đơn ở số like bên trên này, comment bên dưới giúp em nha. Đây. Rồi, vừa mở ra thì anh em mình sẽ thấy là nó sẽ có con máy này. Có một cái túi. Túi này là túi của Đất Tông luôn nha anh em. Khi anh em mua máy thì sẽ được tặng kèm ngay một cái túi luôn. Rồi, báo giá cho anh em luôn nè. Con này thì hiện tại mức giá là 1 triệu 350 ngàn nha anh em. Chưa bao gồm pin sạc cho mình, chỉ là thân máy và có một cái túi đựng và có dụng cụ để mình có thể mở lưỡi nha. Đó. Rồi em bỏ qua bên này rồi sẽ đến nhân vật chính của mình ngày hôm nay nha. Wow, một em máy cưa cực kỳ đẹp luôn nha anh em, cực kỳ đẹp luôn. Anh em nhìn tổng quan này đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Máy thì sử dụng chân pin là chân pin Makita phổ thông nha anh em. Makita phổ thông thì khi anh em mình có những chân pin Makita phổ thông pin 18V thì vẫn xài được nha. Đó. Rất là thông dụng luôn. Rồi, sử dụng là motor brushless. Và đây thì nó sẽ có những cái thông số kỹ thuật rất là rõ ràng cho anh em luôn nha. Anh em mình có thể đọc qua những thông số kỹ thuật như là pin là 21V này, tốc độ vòng tua là 5.000 vòng trên 1 phút. Rồi, sử dụng lưỡi là lưỡi 165. Và cắt được là 20 mm. Đó. Đây em sẽ đo thử là cái chiều dài nha. Chiều dài. Chiều dài này mình thấy là nó sẽ là 11 cm. Chiều rộng. Chiều rộng thì là tầm 20 cm nha anh em. Và chiều cao, em sẽ đo chiều cao của nó cho anh em mình xem. Chiều cao thì nếu mà tính hết luôn thì sẽ tầm là 25 cm nha, 25 cm. Rồi con này để em mở ra cái lưỡi tối đa để anh em mình xem là sẽ cắt được bao nhiêu nha. Đây, lưỡi tối đa luôn, mở ra tối đa cho anh em luôn nha. Tính là sẽ biết thôi, nó sẽ tầm là 4 sen nha anh em. 4 sen à, 10 10 sen chứ. Rồi đây, phía trước này đó thì anh em mình sẽ thấy nó là có một cái lớp nhôm nha anh em. Đây là một lớp nhôm có sơn tĩnh điện cho mình luôn. Sơn tĩnh điện cho mình, lưỡi cắt đó, thì là lưỡi cắt là của Đất Tông luôn nha anh em. Có ghi rõ này, by rubber metable. Có nghĩa là lưỡi cắt nhưng mà theo công nghệ là công nghệ của metable. Công nghệ metable là công nghệ của Đức nha anh em. Đó. Đây thì nó sẽ có cho anh em là tay cầm rất là chắc chắn luôn nè. Rất là chắc chắn luôn nha. Này thì nó sẽ là nhựa. Nhựa nha. Đó, chỗ cầm rất là chắc chắn cho anh em luôn. Motor rootless rồi nên là anh em mình là biết là cái độ bền của con máy là nó sẽ rất là cao cho anh em mình nha. Con này thì phù hợp cho anh em mình làm nhà mà có gỗ đồ này kia, muốn chế cháo hay làm DIY, hay là anh em mình đi làm kiểu như cửa làm bên nội thất á, mà khu vực đó nó không có điện, hay là anh em mình chỉ cần cắt sơ sơ thôi thì điện đồ này kia nó bất tiện thì anh em mình có thể lựa chọn cái dòng này nha. Phù hợp nhất là nó sẽ phù hợp cho những anh em dùng DIY. Rồi bây giờ thì em sẽ cắm pin vào để thử cho anh em mình nghe cái tiếng máy nó chạy như thế nào nha. Máy nó chạy như thế nào. Nãy giờ thì em đã chia sẻ cho anh em từ là bên ngoài cũng như là bên trong, cũng như là những cái chi tiết máy. Thì anh em nào cảm thấy là đã đủ thông tin rồi thì có thể là chốt đơn ở số hotline bên trên, là comment dưới giúp em nha. Còn anh em nào nghe tiếng máy nó chạy xem thử nó êm ái như thế nào nữa thì em sẽ cắm pin vào và thử cho mình nha. Đây em sử dụng một cục pin Đất Tông 4A nha anh em, cục pin Đất Tông 4A. Thì với một cục pin như thế này á thì sẽ đảm bảo cho anh em mình dùng là khoảng cỡ là 45 phút nha anh em, 45 phút cho là gọi là cắt liên tục á, cắt liên tục là sẽ được 45 phút nha. Đây, thử máy cho anh em này. Thì mình phải chặn cò xuống và bóp. Đó thì máy mới chạy nha. Anh em mình thuận tay nào cũng đều được hết, cò hai bên cho anh em. Rồi em để chế độ cắt nghiêng cho anh em mình xem nè. Con này thì nó sẽ là nghiêng được gấp là 45 độ luôn.
Rồi, ok chưa anh em? Một con máy mới, hàng chính hãng của Decton luôn, bảo hành cho anh em là 6 tháng. Và bên máy móc Việt Nam Thủ Đức sẽ cam kết hỗ trợ cho anh em là trọn đời về sản phẩm luôn. Nên anh em mình không lo về vấn đề là lưỡi ở đâu hay là thấy dùng lưỡi của Decton. À, những cái lưỡi mà một số năm thì nó cũng rất là thông dụng ở trên thị trường này mà. Nên là anh em có thể mua ở những khu vực gần mình để cho cái việc mà tiện thay lưỡi. Và một cái lưỡi này thì độ bền của nó cũng rất là cao luôn, chứ không phải là anh em mình dùng một hai lần là nó hư. Nên anh em mình cứ an tâm về vấn đề đó nha. Rồi, rất là cảm ơn anh em đã dành thời gian để xem video review của máy móc Việt Nam Thủ Đức nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video sau thì em sẽ test cho anh em thực tế luôn, để cho anh em mình có thể có một cái nhìn tổng quan là khi con máy nó cắt trên gỗ thì sẽ như thế nào nha. Cái này thì lúc trước là hàng về lô đầu tiên thì bên em cũng đã có những video trải nghiệm thực tế cho anh em rồi. Thực tế thì mẫu này nó cũng không phải là gọi là mới, gọi là bị đứt hàng, bây giờ là về lại thôi. Rất là nhiều anh em đã sử dụng cái mẫu này rồi. Thì những anh em nào mà mình đã sử dụng rồi thì cho em một cái feedback ở dưới nha anh em, cho em một cái comment ở dưới để những anh em mình đang muốn đầu tư thì có thể tự tin đầu tư nha anh em. Rồi, giờ thì em xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Chào.